Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có liên quan vụ tấn công quan chức Mỹ vào năm 2021. Ngày 1 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay, điều tra của CBS Việt Nam có thể được Nga cung cấp công nghệ liên quan đến vụ tấn công người Mỹ kiểu hội chứng Havana. Theo đó, bằng chứng mới được tiết lộ trên đài CBS cho thấy Nga có thể có liên quan cùng với khả năng Việt Nam đã được cung cấp công nghệ được cho là gây ra những thương tích cho các quan chức Mỹ trong vụ tấn công kiểu hội chứng Havana trước chuyến thăm Hà Nội vào năm 2021 của Phó Tổng thống Kamala Harris. VOA nhắc lại sự việc chuyến công du của bà Harris tới Hà Nội vào ngày 24 tháng 8 năm 2021 đã bị hoãn 3 tiếng do một sự cố sức khỏe bất thường. Đây là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ thường dùng để mô tả hội chứng Havana. Hội chứng xuất hiện lần đầu tiên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cuba vào năm 2016. Hình ảnh bài trên VOA. Một số nhân viên của Đại sứ quán Mỹ bị ảnh hưởng đã được sơ tán ra khỏi Việt Nam và bà Harris vẫn tiếp tục chuyến đi tới Việt Nam vì vụ việc không liên quan gì tới sức khỏe của Phó Tổng thống, người phát ngôn của bà lúc đó cho biết. VOA dẫn các tiết lộ trong chương trình 60 Minutes của đài truyền hình CBS tối ngày 31 tháng 3 cho biết có 11 người đã bị tấn công trong các vụ riêng biệt trước khi bà Harris tới Việt Nam. Trong đó có hai quan chức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và 9 người khác thuộc nhóm của Bộ Quốc phòng Mỹ tới thủ đô Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó Tổng thống. VOA cho biết thêm các triệu chứng của hội chứng Havana bao gồm buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác, thính giác có thể kéo dài trong một thời gian. Trong khi các quan chức Mỹ không thể xác nhận nguyên nhân, thì các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes nói rằng có sự cố liên quan đến các cuộc tấn công bằng sóng âm thanh hoặc vi sóng có chủ đích. Hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội. Theo VOA, chương trình 60 Minutes của CBS đã điều tra những cuộc tấn công này trong hơn 5 năm. Các nhà sản xuất Michael Ray và Oriana Gildaranath đã hợp tác với nhà báo điều tra Crystal Grozev, hiện đang phụ trách việc điều tra cho tạp chí The Insider, chuyên vạch trần những tin tức giả mạo trên truyền thông Nga. Ông Grozev nổi tiếng với các cuộc điều tra vụ đầu độc cố lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny. Vẫn theo VOA, trong điều tra của 60 Minutes ở Hà Nội, một nguồn tin cho rằng chính phía Việt Nam đã được cung cấp một loại công nghệ nào đó có thể gây ra vụ tấn công hội chứng Havana. Theo nguồn tin này, phía Việt Nam có thể được yêu cầu sử dụng công nghệ này để nghe lén người Mỹ trước chuyến đi của bà Harris, nhưng có thể họ không biết rằng công nghệ này có thể gây hại cho những người mà họ đang sử dụng nó để nghe lén. Nhà báo điều tra Crozet cho biết trong 60 Minutes, 5 tháng trước chuyến thăm của bà Harris tới Hà Nội, một email đã được gửi tới Hội đồng An ninh Nga, cơ quan có các quan chức hàng đầu của Moscow, gồm những người đứng đầu các cơ quan quốc phòng và an ninh của Nga, hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Theo đó, tình báo Nga đã vận động và nhận được sự cho phép của Tổng thống Vladimir Putin để cung cấp công nghệ độc quyền cho các cơ quan an ninh Việt Nam. Trong danh sách các công nghệ được đề xuất để chia sẻ cho phía Việt Nam, có bộ phát âm thanh LRAD và thiết bị sóng ngắn để quét cơ thể con người. Dựa trên nghiên cứu của mình, nhà báo điều tra Crozev cho biết ông nghi ngờ Nga gửi công nghệ vũ khí như thế này có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công kiểu hội chứng Havana đến các chính phủ nước ngoài. VOA cũng cho hay Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Craig Atkins từng tiến hành một cuộc điều tra cho cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ về các sự cố sức khỏe bất thường. Ông nói với 60 Minutes rằng ông cũng tin là người Nga có liên quan đến vụ tấn công năm 2021 ở Việt Nam. Bên cạnh đó, VOA dẫn hãng tin quốc tế cho hay Điện Kremlin hôm 1 tháng 4 bác bỏ thông tin cho rằng tình báo Nga có thể đứng đằng sau căn bệnh bí ẩn hội chứng Havana khiến các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới phải chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam có liên quan đến vụ tấn công quan chức Mỹ vào năm 2021. Hoạt động như một tổ chức bí mật, đảng bắt chuột có giữ được bình. Ngày 31 tháng 3, bài điểm báo trên AFI tiếng Việt cho hay,
The Economist, Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc loại bí mật nhất quả đất. Theo đó, về sự kiện Chủ tịch nước Việt Nam phải ra đi mà dân chúng không hiểu tại sao, The Economist mở đầu bài viết bằng nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong số những tổ chức bí mật nhất trên trái đất. AFI cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trưng ra ngoài với người dân và thế giới một bộ mặt đồng thuận. Thế nên, việc một chủ tịch nước năm ngoái bị hạ bệ dưới tin đồn tham nhũng và cuối tháng 3 năm 2024, chủ tịch nước thứ hai là ông Võ Văn Thưởng phải ra đi đã gây bối rối không chỉ cho người Việt mà cả cho các nhà đầu tư nước ngoài, vốn coi Việt Nam là nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á. Theo AFI, ông Thưởng tuổi mới hơn 50 là chủ tịch nước trẻ nhất từ trước đến nay. Ông Thưởng lên thay ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi ông Phúc từ chức do liên quan đến vụ án về bộ xét nghiệm trong đại dịch. Hình ảnh AFI điểm báo. Nhưng vẫn theo AFI, chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan bỗng bị hủy theo yêu cầu của Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 3, Trung ương Đảng thông báo ông Thưởng đã từ bỏ mọi chức vụ vì những vi phạm khuyết điểm của ông đã tạo dư luận xấu cho đảng. Bà Võ Thị Ánh Xuân tạm thay thế và chẳng còn nghe nói gì đến ông Thưởng. AFI cũng cho biết Chủ tịch nước chỉ là một trong tứ trụ và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gần 80 tuổi được cho là sức khỏe kém và sẽ về nghỉ trong đại hội vào năm 2026. Nhân vật quan trọng nhất của đảng tin rằng đảng không thể tồn tại nếu không chống tham nhũng. Lò của ông đã thiêu cháy nhiều bộ trưởng, hai phó thủ tướng, hàng loạt các quan chức ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Nhưng nhiều nhân vật có ảnh hưởng cũng lợi dụng việc ông Trọng đốt lò để tranh giành quyền lực. AFI tiếp tục cho hay ông Thưởng vốn được Tổng bí thư bảo trợ, nhưng theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp ở Singapore, ông được cho là đã phạm sai lầm trong thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều quyền hành và tham vọng, người dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng có thể liên quan đến vụ ông Võ Văn Thưởng rớt đài. Và chắc chắn ông sẽ quyết giành lấy vị trí quyền lực hàng đầu vào năm 2026. Hình ảnh dàn lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như một tổ chức bí mật. AFI cho biết thêm, một phái đoàn 60 doanh nhân Mỹ, trong đó có Boeing và Meta, vừa đến Việt Nam. Đối với những người quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam, vụ ông Võ Văn Thưởng bị mất chức là đầy bí ẩn. Một mặt, nó cho thấy tham nhũng đã lan đến mức cao nhất của đảng. Tham nhũng khủng khiếp đến nỗi, trong vụ án ở ngân hàng SCB, số tiền lừa đảo lên đến 12 tỷ đô la, cao gấp đôi vụ quỹ One MDB ở Malaysia từng gây rúng động. Đây là điểm bất định khi muốn rời bỏ Trung Quốc sang đầu tư vào Việt Nam. Mặt khác, các tập đoàn đa quốc gia biết cách xoay sở, vả lại khu vực đầu tư nước ngoài ít bị tham nhũng hơn khu vực nhà nước. Điều tệ hại là khi công việc cải cách bị đình trệ, ông Trọng nói rằng vừa chống tham nhũng vừa bảo đảm ổn định là đập chuột nhưng không làm bể bình. Những con chuột đã bị bắt nhưng chiếc bình có vô sự hay không? Việt Nam sắp có câu trả lời. Câu trả lời của Việt Nam theo ẩn ý của AFI phải chăng là việc sắp xếp nhân sự sắp tới cho chức chủ tịch nước để thay thế trọng thưởng? Bởi đây là cuộc đại chiến thượng tầng có thể dẫn đến việc đảng mất kiểm soát. Khi đó sẽ lộ ra những góc khuất tăm tối nhất của chính trường Việt Nam. Chiếc bình Đảng Cộng sản Việt Nam lành lặn hay đổ bể phụ thuộc vào tương quan lực lượng và khả năng kiềm chế của các phe phái trong đảng. Chỉ cần một phe mất kiềm chế có thể xảy ra xung đột, thậm chí có thể là xung đột vũ trang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin hoạt động như một tổ chức bí mật, đảng bắt chuột có giữ được bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d